Mời các bạn đến với sân vận động y tế để xem giao lưu bóng chuyền hơi giữa hai đội Tân Quý và Y Tế. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.